Thanh Hoa xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, câu chuyện hôm nay của chúng ta là Giải mã niên hiệu của các hoàng đế Việt Nam Triều Nguyễn phần 1. Việt Nam thời các hoàng đế trị vì, việc đặt và ban hành niên hiệu đều có liên quan mật thiết đến ý chí chính trị của hoàng đế. Bằng hình thức niên hiệu, hoàng đế đã đưa ý chí chính trị của mình thẩm thấu vào cuộc sống thường nhật của quốc gia. Chuyên đề lịch sử Việt Nam trước Triều Nguyễn, hoàng đế Việt Nam không chỉ có một niên hiệu, thường có việc đổi niên hiệu. Sau chịu ảnh hưởng của đời Minh, Thanh, mỗi đời vua một niên hiệu. Triều Lê Trung Hưng bắt đầu thực hiện mỗi đời vua một niên hiệu. Đến Triều Nguyễn thì chế độ này đã được cố định. Triều Nguyễn có tổng cộng 13 vị hoàng đế, trừ vua Cung Tông kế vị ngắn ngủi 3 ngày ra, không có niên hiệu, tổng cộng đã đặt ra 12 niên hiệu, trong đó niên hiệu Hiệp Hòa chưa được sử dụng. Các vua Việt Nam tuy đã nhạt nhòa theo lịch sử, nhưng những niên hiệu còn lưu lại khiến chúng ta sau hàng trăm năm vẫn cảm nhận được ý thức chính trị của họ. Gia Long, niên hiệu của vua Nguyễn Thế Tổ, 18 năm, từ năm 1802 đến năm 1819. Nguyễn Thế Tổ, Nguyễn Phúc Ánh là người sáng lập ra Triều Nguyễn. Năm 1802, Nguyễn Thế Tổ đánh bại Triều Tây Sơn, thu phục cựu đô Phú Xuân, Quảng Nam và đổi tên là Thuận Hóa. Năm sau, đổi niên hiệu Gia Long, lập ra Triều Nguyễn, đặt quốc hiệu là Nam Việt. Về sau, Triều Thanh sắc phong ông làm Nam Việt Quốc Vương. Đại Nam Thực Lục, đệ nhất kỷ, có ghi: lấy ngày 1 tháng 5, năm nay chiếu cáo thiên hạ, hôm sau chiếu cáo các thánh, kỷ nguyên gia, lấy kỷ thống nhất để biểu thị mới, cái đức. Ý nghĩa của cái tên Gia Long lấy từ cụm từ Gia Định Thăng Long để bày tỏ ý nghĩa thống nhất thiên hạ Việt Nam. Sử Trung Quốc, Thanh Sử Cảo Việt Nam Truyện có chép, Nguyễn Phúc Ánh có được quốc gia nhờ Gia Định. Vĩnh Long binh lực nhiều nên lấy hai tỉnh làm niên hiệu, gọi là Gia Long. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng niên hiệu của hoàng đế lấy ý nghĩa trong hai từ Gia Định Thăng Long. Bởi vì lúc đó, khi Triều Nguyễn vừa thiết lập, niên hiệu này cũng cho thấy hàm ý Triều Nguyễn kế thừa Triều Lê, chính thống trị vì toàn bộ Việt Nam. Giai đoạn Gia Long tại vị trị vì, tình hình Việt Nam dần ổn định. Ông đã tiến hành cải cách trên các lĩnh vực quân sự, hành chính, kinh tế, văn hóa, xây dựng lớn nhiều đô thành, đường xá. Tham khảo Đại Thanh Luật của Trung Quốc, ông đã ban hành Gia Long Luật Thư, tức là sách luật Gia Long, đương thời gọi là Hoàng Triều Luật Lệ. Cuốn Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu, bản tóm tắt chính biên triều đình, biên soạn trong những năm Duy Tân Triều Nguyễn, đã đánh giá Gia Long Nguyễn Phúc Ánh là vua đã phục hưng sáng nghiệp, công lao và đức độ đều lớn, tạo phúc cho dân to lớn chưa từng có. Khi bắt đầu lập quốc, vua cho xây dựng thành quách, tu sửa lăng tẩm, dựng đàn giao tế, đàn xã tắc, ban thưởng tước lộc, mở khoa thi cử chọn nhân tài, chấn hưng lễ nhạc, trường học, định ra pháp luật chế độ, điều luật, bảo tồn dòng dõi nhà Lê, Trịnh, kéo dài chế độ thế tập cho công thần, ngăn quan tướng Tây Sơn, đề phòng cẩn mật Xiêm La, bao dung chân lạp, vỗ về vạn tượng, uy danh chấn động muôn phương, nhân đức bao trùm các nước nhỏ, quy mô che phủ rộng lớn xa xôi. Minh Mạng, niên hiệu của vua Đại Nam Nguyễn Thánh Tổ, 21 năm, từ năm 1820 đến năm 1840. Đại Nam Thánh Tổ tên Húy Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi năm Gia Long thứ 18, tức là năm 1819, đổi niên hiệu Minh Mạng. Trong thời gian ông trị vì, quốc lực cường thịnh nhất. Sau này vào ngày Giáp Tuất tháng 3 mùa xuân năm Minh Mạng thứ 19, đổi tên quốc hiệu là Đại Nam. Niên hiệu Minh Mạng lấy từ sách Thượng Thư Hàm Hữu Nhất Đức, khắc hưởng thiên tâm, thụ thiên Minh Mạng, được hưởng lòng trời thì được cái mệnh sáng của trời. Vua Minh Mạng là con thứ tư của Nguyễn Thế Tổ Gia Long. Sau này Hoàng Thái Hậu anh dễ mất sớm, chuyển kế thừa cho con của Hoàng Hậu Thiên Cao và coi ông là đích tử. Sau đó, Nguyễn Phúc Đảm đổi tên thành Nguyễn Phúc Kiều, được lập làm Hoàng Thái Tử. Niên hiệu Minh Mạng cũng biểu lộ ngôi vị của ông chính thống. Ông lên ngôi là do thiên mệnh. Trong thời gian vua Minh Mạng trị vì, ông đã tiến hành rất nhiều cải cách,
Minh Mạng đã xây dựng thể chế quan lại hệ thống hóa mô phỏng theo triều Mãn Thanh, hoàn thiện chế độ khoa cử, xây dựng chế độ hành tỉnh, đưa triều Nguyễn vào giai đoạn cực thịnh. Một lòng mong muốn xây dựng Việt Nam thành đại đế quốc như triều Thanh, ông đánh Nam dẹp Tây, mở rộng cương thổ của Việt Nam lớn nhất, thôn Tính sáp nhập Campuchia và Lào. Nhưng về đối ngoại, ông lại thi hành chính sách bế quan tòa cảng. Trong nước thì cấm truyền bá cơ đốc giáo, bức hại giáo sĩ, làm cho phương Tây ác cảm, bị người phương Tây gọi là Nero phương Đông, đã để lại một mối họa sau này. Cuốn Quốc triều chính biên toát yếu đã đánh giá Minh Mạng như sau. Vua với tư cách thánh thượng, kế thừa đại đinh, dốc sức trị quốc, tô điểm thái bình, học điển cổ xưa, sửa sang lễ nhạc, cẩn trọng quyền lực, giả soát pháp luật chế độ, đặt khoa cử chọn nhân tài, vua cày ruộng khuyến nông, cử quan tuần các tỉnh, đặt chức kinh sát để kiểm tra quan lại, cho đến ngăn chặn kẻ thân cận lộng quyền, ngăn ngừa cảnh giới hoạn quan, lệnh hoàng thân quốc thích không được can dự việc bên ngoài, ý vua ngăn chặn tệ nạn từ khi còn manh nha và rất sâu sắc. 21 năm lo nghĩ, cần mẫn khoan thứ, việc chính sự luôn giữ hàng ngày, phàm tất cả sắc lệnh phê duyệt, dụ chỉ bố cáo đều tự vua viết. Bắt đầu dạy chữ giáo hóa các vùng Man Di, uy danh chấn động Xiêm La, Lào, thánh đức thần công không thể kể hết. Thiệu Trị, niên hiệu của vua Đại Nam Hiến Tổ, 7 năm từ năm 1841 đến năm 1847. Đại Nam Hiến Tổ Nguyễn Phúc Tuyền, tên ban đầu là Nguyễn Phúc Miên Tông, con trai trưởng đích hệ của vua Minh Mạng. Năm Minh Mạng thứ 21, tức là năm 1840 lên ngôi, niên hiệu Thiệu Trị. Thiệu Trị kế thừa đế quốc Đại Nam hùng mạnh, lãnh thổ bao gồm cả Cao Miên, Campuchia, Vạn Tượng là Lào, để bày tỏ kính trọng cha vua Minh Mạng nên định niên hiệu là Thiệu Trị, với ý nghĩa là Thiệu Tiên Hoàng Minh Mạng Chi Trị, nối nghiệp trị vì của Tiên Hoàng Minh Mạng. Thời gian trị vì, Thiệu Trị tôn trọng không thay đổi cách trị vì của vua cha, giữ các phép cũ. Về thái độ với phương Tây, Thiệu Trị cũng giống y như vua cha Minh Mạng, có thái độ bảo thủ và đối địch với các nước phương Tây. Nhưng trong những năm Thiệu Trị cấm Thiên Chúa giáo, có hòa hoãn hơn thời Minh Mạng. Thiệu Trị tiếp tục các chính sách của vua Minh Mạng, thưởng cho những người bắt các giáo sĩ phương Tây và đưa các giáo sĩ bị bắt về Thuận Hóa giam giữ, lệnh cho họ dịch các sách phương Tây. Sau này, người Pháp bắn pháo đánh Đà Nẵng, vua Thiệu Trị nổi giận, lại tuyên bố lệnh cấm Thiên Chúa giáo và tăng cường đàn áp giáo đồ Thiên Chúa giáo trong nước. Tự Đức, niên hiệu của vua Đại Nam Dực Tông, 36 năm, từ năm 1848 đến năm 1883. Đại Nam Dực Tông Nguyễn Phúc Thì, tên gốc là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, con trai đích hệ của vua Thiệu Trị, con trai thứ hai. Năm vua Thiệu Trị thứ 7 lên ngôi, năm sau đổi niên hiệu là Tự Đức. Trong Đại Nam Thực Lục Đệ Tử Kỳ viết, nghĩa của Tự Đức là Tự Tiên Hoàng Thiệu Trị Chi Đức, tức là kế thừa đức của vua cha Thiệu Trị. Trong thời gian Tự Đức trị vì, nước Đại Nam dần dần suy yếu, người Pháp xâm nhập, xâm chiếu mấy tỉnh phía Nam, ký hiệp ước bất bình đẳng, Việt Nam dần dần trở thành nước thuộc địa Pháp. Về văn hóa, vua Tự Đức cũng như vua cha coi trọng giáo dục văn hóa là nho gia, biên soạn nhiều bộ sách sử như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục và viết Tự Đức Thánh Chế Tự Học Giải Nghĩa Ca. Niên hiệu Tự Đức là niên hiệu sử dụng lâu nhất của triều Nguyễn. Các vua kế vị sau là Nguyễn Cung Tông và Hiệp Hòa cũng dùng niên hiệu này. Tự Đức qua đời tháng 6 năm Tự Đức thứ 36, con nuôi trưởng của ông là Nguyễn Cung Tông Nguyễn Phúc Ưng Chân kế vị. Nhưng kế vị được 3 ngày thì bị quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết soán cải di chiếu phế bỏ và cũng chưa đặt niên hiệu. Sau khi Nguyễn Cung Tông bị phế, quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lập con thứ 29 của vua Thiệu Trị là Lang Quốc Công Nguyễn Phúc Hồng Giật lên ngôi, đổi tên là Nguyễn Phúc Thăng, sửa niên hiệu từ năm sau là năm Hiệp Hòa thứ nhất. Hiệp Hòa có xuất xứ từ sách Thượng Thư Nghiên Điển là Hiệp Hòa phản bang Lê Dân Ư Biến thời Ung, hòa hiệp với phản nước thì nhân dân thời biến loạn
sẽ trở lại yên bình hài hòa. Đại Nam lúc này đã tơi tả thảm hại, vua mới hy vọng dưới sự trị vì của mình có thể hòa hiệp với nước Pháp để nhân dân an định. Nhưng vua hiệp hòa chỉ là bù nhìn. Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết chuyên quyền khiến vua hết sức bất mãn, muốn tiếp nhận chính sách bảo hộ do người Pháp đưa ra để chống lại đại thần phụ chính Cường Thịnh. Sự việc bị Nguyễn Văn Tường biết và tấu bẩm Từ Dụ Thái Hậu, ngày 29 tháng 11 năm 1883, đảo chính, Tường giết chết Trần Tiến Thành và phế truất vua hiệp hòa, sử sách gọi là phế đế. Vì kế vị 4 tháng vẫn trong năm Tự Đức thứ 36, niên hiệu hiệp hòa vẫn chưa chính thức sử dụng. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của DKN TV chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.